Em lên em bắt gặp được mà em năn nỉ về mà không có về. Bắt gặp được luôn, bắt tại và chặn luôn. Bắt tại nhà trọ hai đứa đang côn. Hôm nay hai trai con lên đây cầu cứu thì trước hết em sẽ gửi ra 1 triệu của chị Phú Ai Nam nhá. Phú Ai Nam có nick Zalo tên là Phú Ai Nam, gửi cho anh 1 triệu. Từ bữa giờ cũng lâu lâu rồi mà hôm nay mới có dịp để trao cho gia đình mình đây. Đó, rồi. Rồi em cũng trích ra 1 triệu của chị Hương Nguyễn đang sống ở bên Mỹ. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay một câu chuyện hết sức đau lòng. Hai cha con đã đến từ Bình Phước xuống đây cầu cứu anh em. Cái câu chuyện liên quan tới người vợ của mình và người anh rể. Thì cái sự thật cái câu chuyện này như thế nào thì xin mời mọi người cùng đón xem 60 phút. Thì trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay cũng xin nhắn gửi toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Thay mặt anh em xin chào hai cha con nhé. Chào anh. Rồi anh giới thiệu cho mọi người biết là mình tên gì. Dạ em tên Nguyễn Văn Thùng. Bao nhiêu tuổi rồi? 47 tuổi. Vợ mình đâu? Vợ theo người ta. Rồi hôm nay lên đây cầu cứu là cầu cứu sao? Giờ vợ nó về chưa? Chưa. Bữa giờ có liên lạc với vợ được không? Con liên lạc được mà nhắn tin hô hai cha con này mắc cỡ quá. Nói vậy hả? Mắc cỡ. Nó biết mình lên mạng tìm không? Cũng không biết nữa. Vợ anh đi theo ai? Theo anh Kết Nghĩa. Ông anh hả? Ông anh trai hả? Anh trai Kết Nghĩa. Anh trai mà sao lấy vợ của em? Đó giờ em cũng đâu biết. Mình có nói chuyện nha, anh trai chưa? Biết ông lâu rồi mà. Từ hồi mà ông cướp vợ của mình rồi, ông có nói chuyện với mình không? Không, bữa... Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm. Ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Em lên em bắt gặp được mà em năn nỉ về mà không có về. Bắt gặp được luôn, bắt tại và chặn luôn. Bắt tại nhà trọ hai đứa đang côn. Đang làm việc luôn. Đang côn nhắc chiều năm mấy. Hôm mới bắt được hả? Bắt được. Bắt ở đâu? Bắt ở tên Tây Ninh. Vợ mình với cái ông anh trai hả? Thì đang gồm với ông anh trai, anh trai ngậu quay lưng qua em nóng, em giấu em đạp một cái bắt đầu cũng quay cây sắt lại quấn em. Em mới về ra cái vợ em mới níu cửa lại, cái công an tới mời xuống xã. Cái hỏi em có cầm dao cọ gì không, nó không, em đi mình không có gì mà anh mò coi, không có gì mà em không có quấn đập gì ai á. Cái vậy cái đầu ăn phe ở nhau, cái chủ anh trọ cho tiền cái thả hai đứa đi, đem em xả cái đây thả đi. Rồi lúc đó vợ mình có nói gì không? Không có nói gì, đứng rung vậy, công an nói đã đời cái thả hai đứa đi mục tiêu. Rồi vợ không nói gì luôn. Lúc đó đi có chở anh cùi theo không? Không, bữa đó lên là đi công chuyện về tự nhiên thấy trong quán vừa vậy mới quay lại là mất dấu. Mới vòng mấy nhà trọ kiếm mới gặp. Thằng con đi không? Rồi chút nữa thằng con mới lên. Lên được ngậu khóc trong xã, cái mấy xã chửi. Chửi ra. Chửi này. Sao chửi? Này nói mấy chú ác quá, bà con kiếm này, bà con tháng mới kiếm được mẹ con. Này mấy chú thả cái hù rùm quá, đuổi này ra ngoài. Con lên con thấy mẹ con với ông kia hả? Dạ không. Sao con lại khóc? Sao mà người mẹ nhẫn tâm mà vô đạo đức thế nhỉ? Bỏ chồng đi thì phải thương con chứ, mà bỏ chồng đi mà bỏ cả con luôn. Rồi có chu cấp tiền về cho con không? Có mua sữa mua gì cho con không? Dạ đó. Chú hỏi con kìa. Dạ. Bữa giờ là con không có nói chuyện với mẹ được hả? Dạ có nói chuyện được. Nói chuyện điện thoại được hả? Con có kêu mẹ về không? Bây giờ gọi cho mẹ thì sao? Mẹ trả lời sao? Mẹ kêu là tao không có về không? Điện thoại rồi. Anh gọi điện thoại thử coi. Điện thoại em được. Rồi điện thoại em điện không có được, sáng không có còn tiền á. Chứ nó chặn hai số này hết à. Đưa. Nó chặn hết à. Đưa số này. Không... Đưa. Sao mà kỳ vậy? Trời ơi. Má em chặn á.
Để coi bấm coi vô, dạ. Chú bấm vô chú. Rồi bây giờ vợ nó còn ở chỗ đó không đi nữa rồi? Đi lên lên Bình Minh, vợ cách ngay chỗ đó chắc 10 cây. Bắt bữa nay lâu chưa? Bắt này cũng gần 2 tháng mấy à. 2 tháng mấy rồi hả? À. Vậy là khi mà lên đây cầu cứu anh em xong về là bắt được hả? Là bắt trước cái về mới nổ mắt mới xuống đây cầu cứu anh em bắt trước. Vợ mình tên gì? Tên Nguyễn Thị Hoa Lệ. Có đăng ký kết hôn không? Có. Bây giờ chia tay chưa ly hôn đúng không? Bỏ theo cha rồi. Chưa. Đang ôm. Giờ này đang ôm, không nghe máy. Ôm bắp hay sao? Anh trai tướng bự con anh không? À. Lùng như em mà có ngang. Ừ. Anh trai mà sao lại đi cướp vợ của em không hiểu được nhỉ? Vả hơn. Con trai xem coi mẹ có nghe máy không? Không nghe. Đang rồi, giờ này đang ôm. Vợ em chỉ điện cho cái bà kế bên nhà, bà Mai Dông Chim Màu đó là người được thôi chứ không ai số ai điện nó bắt. Giờ này giờ chưa chắc ăn cơm xong đang ấp nhau rồi. Số lạ là nó không bắt. Vậy á? Nó sợ em điện, nó không dám bắt. Bữa giờ còn nhớ vợ nhiều không? Chung cũng còn nhớ mà giờ chung chắc cũng đỡ anh ơi. Đỡ ha. Giờ chứ nhớ nó hoài cũng vậy lo. Hết bệnh nuôi con nuôi cái chứ giờ nhớ nó được gì nữa. Hồi đó vợ anh ở nhà là có làm việc gì nặng không? Hay anh làm không à? Nói chung thì hai chồng làm hết. Mà sau này vợ nó gây lộn với ta, cái chỗ nghỉ năm mấy 2 năm đầu chụp theo đó luôn. Mà trước khi mà chưa quen á, anh trai á, có lăng nhăng với người hoài không? Không. Một bên mắt của anh bị sao vậy? Là mắt này đó bệnh lửa đầu vợ bỏ đi rồi kiếm cái nó. Nên vợ cái kiến coi. Thức phi quá ấy, vợ ở đây qua bên đây luôn. Ừ luôn ha. Bị sao? Giờ bên đây nổ móc rồi giờ bên đây may luôn ra phình bằng chiếc đũa luôn. Mà tự nhiên nó nổ mắt hả? Dạ. Là giờ một bên không nhìn thấy đường nữa hả? Giờ bên này thấy mờ. Là hư luôn rồi. Thì nó còn có 40% mà bữa bác sĩ kêu thay giác mạc mà không có tiền đi rồi mới xuống với mấy anh ấy đó, cầu cứu với bữa tốn viện về. Bây giờ nó nổ như vậy là bây giờ tương lai là cái con bên kia nó có nổ luôn không? Con bên này người ta nói là không thay giác mạc là mù. Trời ơi. Rồi giờ mình làm công việc gì được? À giờ con đi bán giấy số cho nghỉ học bán bữa có 100 tấm. Ta lấy giùm á. Bây giờ mà mù là nguy hiểm lắm á. Làm ăn làm sao kiếm vợ bỏ đi theo trai. Rồi làm sao mà có tiền mà sống mà nuôi con. Bây giờ hai cho con bán số giúp đậu. Đủ ăn không? Hai cho con bán số đủ ăn không? Chung 100 ngàn thì cũng vừa trúc vô nào. Tại vì đi mượn xe người ta đi ký hết 20 ngàn à. Ta cho mượn ngày 20 hóa hư thì ta lấy tiền nữa ra ta sửa. Rồi con này cũng đi theo anh bán cái số luôn hả? Con đi bán cái số được không con? Con đi theo hả? Con bán luôn. Dạ, con mắc ba con mà. À, con dẫn ba con đi hả? Con biết bán không? Bao nhiêu tờ một tiền? 10 ngàn ha. Biết thói này kia ha. Sao con đi học? Dạ, con muốn học không? Dạ, con nghỉ rồi. Nghỉ, bây giờ học lại được không? Mà ba con không có tiền. Ba con không có tiền hả? Giờ có muốn đi học không? Ừ. Sao ăn cho con đi học? Chứ bây giờ làm không được rồi, không có tiền đóng này kia rồi hai cho con để bán để có sống qua sống lại. Giờ nó đi học rồi lớp em cũng không có thấy đường chạy xe nữa. Đi cũng như có nó ba cái xe 50 nó chạy thì chở đi hai cho con quật quật đi bán vậy nó vậy. Ủa? Bây giờ con mắt của anh là nó gần hư rồi. Dạ, bác sĩ kêu phải thay giác mạc thì mới được hả? Nói chung là giờ dầm xa giờ không thấy. Thay giác mạc là hết bao nhiêu tiền? Người ta hô thay giác mạc mắt lên gì đó là 12 triệu còn bán giác mạc kia tới 32 triệu. Vậy mà mình không có tiền thay là tương lai là sẽ bị mù. Dạ. Trời ơi. Rồi mình mù được ai nuôi con mình? Giờ cũng có biết đâu tới đâu hay đó chứ. Giờ cũng khổ quá ha. Mà vợ anh có biết tình trạng của anh như vậy không? Biết cái bà cái bên cái gì bà cũng nói mà.
Con hỏi vậy, nói ba mày quay YouTube, người ta cho tiền không để hắn dư. Cái nhỏ nói, người ta cho 1 triệu, với kia 2 triệu, là 3 triệu. Về ba thuốc men rồi con bệnh này kia tiền đâu dư. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Cái nơi để cho nhỏ này vài trăm ngàn cái mất tiêu luôn. Tại vì hai cho con là mua thuốc hết đó, nạn cũng bệnh luôn. Con nhớ mẹ con khóc không? Không. Mà Lê không khóc hay sao? Dạ. Bây giờ con nhớ mẹ không? Nhớ. Dạ. Có lời nào nói với mẹ đi để mẹ về. Mẹ ơi, mẹ sống biết con với tay mẹ. Mẹ đừng bỏ con với tay nữa. Con nhớ mẹ lắm. Con nhớ mẹ lắm, mẹ về với con mẹ. Dạ, anh có muốn vợ anh quay về không? Cũng muốn chứ mà chả không quay đâu. Dạ. Nhưng quay về là mọi lỗi lầm tha thứ bỏ hết ha? Dạ, bữa em kiếm gặp mà em còn nói mà giờ bỏ, em bỏ tất cả hết thôi, về cho vợ, cho con có mẹ đi. Thì hai chồng giờ đi chỗ khác sống, em sợ chỗ đó nhục, hai chồng đi chỗ khác sống. Mà nghĩ em ru. Không trả lời, trả dớm gì hết. Dạ. Thế giờ anh nay bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 37. Ôi, còn trẻ vậy? Dạ. Trời ơi, còn trẻ bảo gì? Quá sung. Mà ông anh trai này kỳ ha, sao mà lấy ai, lấy bao nhiêu người phụ nữ ở ngoài kia mà lại cướp vợ của em mình. Anh có nói chuyện với ông đó chưa? Lên gặp ổng rồi bắt đầu nói chung ông... Có số điện thoại ông đâu? Thì số điện thoại ổng là đang điện đó. Anh kia nói là số của vợ đó. Thì hai vợ chồng xài chung. Hai vợ chồng gì? Hai cặp nhân tình này chứ loạn luân này chứ vợ chồng gì? Dân phụ. Ừ, thua luôn. Vô mặn luôn, nguyên thời gian cũng gần chết. Quá khổ rồi, quá đau lòng. Bây giờ con trai này anh không có tiền cho nó đi học à? Nhưng mà bây giờ anh nhắm mà vợ anh quay về á, thì gia đình mình còn hạnh phúc như xưa nữa không? Nói chung nếu mà vợ anh về chỉ biết lậu vô nói em, mà giờ biết lậu bỏ hết, đặng cho con có mẹ chứ gì. Coi như mấy chuyện kia là anh bỏ hết luôn, không suy nghĩ tới. Bỏ hết. Còn nếu mà nó có sợ đi chăng nữa, ở chỗ đó nhục nhã này kia, giờ chồng đi chỗ khác mới tỏ ở. Thằng cu này nó bị sao mà trên tay lở hết vậy? Nó giờ bệnh gì em cũng biết, nên ngày nào cũng mua thuốc. Trời ơi. Hôm trước mà lên đây anh em có cho tiền về, anh có đưa nó đi khám không? Dạ có khám ở bệnh viện Trung Thu chứ đâu có đi Gia Liễu được. Gia Liễu tới 5.4 rồi. Sao uống nó không bớt hay sao vậy? Không hết. Mình đi khám cũng đâu có nhiều, chứ hết là mình đi khám rồi nó bệnh gì mình mới điều trị thì mới tốn tiền. Cũng như Gia Liễu là anh vô anh khám là phải đi xét nghiệm máu rồi khám rồi xong xuôi là thuốc nó cấp luôn là 5.4. Mà đi 2 tháng rồi sao con này. Có ngứa không? Anh mua thuốc sức cho nó hơi tội nghiệp quá. Bán thân bài lỡ lát hết trơn, ghẻ. Mẹ thì bỏ đi theo trai, con này cái chân nó lở hết này. Cái này nó là bị một trong những cái bệnh mà... Đít rồi bụng nữa chứ, lại mặt đầu ấy. Cái này nó là một trong những bệnh về nấm về da. Đúng rồi. Đó, cái này phải điều trị mới khỏi được chứ để tự nhiên không khỏi được đâu. Và tình trạng nó ngày càng nặng hơn á. Thế thì xem rồi sắp xếp đưa con đi khám đi. Bây giờ khám đâu có hết bao nhiêu mà nhiều dữ vậy. Mua thuốc đồ mới nhiều chứ khám đi. Chứ khám không có nhiều tiền đâu. Hồi đó em chưa có bệnh đi Gia Liễu. Mình khám coi nó bệnh gì xong lúc hai tháng thì như 10.800.000 mà không hết. Nhưng mà vợ anh biết con bị bệnh vậy không? Thì ngày anh đi là này bệnh bỏ lại cho này có 10.000 này. Trời ơi. Lúc đó mẹ con đi mẹ con nói gì không? Mẹ con đưa con 10.000 hả? Mẹ cho con được thôi. Nhưng mà giờ hỏi anh, em hỏi thầy anh là lý do tại sao mà vợ anh đi theo cái người anh của anh, người đó già hơn anh mà, đúng không? Dạ, em cũng không biết nữa. Em đi mặn không à? Mỏi mà, khổ ha. Cái gì á? Em không có nghĩ... Chắc là anh đi làm á, rồi anh không có quan tâm chuyện vợ chồng nên là bỏ đi, đúng không? Nói chung thì làm về tiền bà thì cho ăn uống rồi thì lo cho vợ cho con, cứ như ăn được miếng cơm mà người ta kêu đi làm đi nữa vậy đó.
cũng không có ngó ngàng tới hai người mới vậy. Đúng rồi, mình làm quá không có sức. Quá trời quá đất rồi, tội nghiệp thằng nhỏ nó bây giờ nó lở hết người rồi kìa. Mà sao mà mẹ thấy như vậy mẹ không có thương à? Con gọi điện con nói chuyện với mẹ, mẹ con nói là mẹ có thương con không? Mà con như mẹ về mà mẹ không có về. Mẹ nói sao? Mẹ kêu tao không có về đâu. Tại sao không về? Mẹ, không mẹ kêu bằng tao hả? Mẹ con vậy. Anh ở nhà anh có đánh đập vợ con không? Không. Nói chung kia nó ở không một năm mấy, nó không có đụng tới, nó tới miếng ăn đem tới miệng luôn mà. Chỉ có nói đi cầu hủ đinh đi đâu. Ở nhà anh đi làm miệng. Ờ nhà anh đi làm anh nuôi hả? Nó nói nguyên một năm đó là em làm anh nuôi không, nuôi luôn đó luôn. Ờ nuôi cả thằng anh luôn. Ừ, nuôi luôn vậy hai người mới dắt đi vậy. Trời ơi, cái vụ kia chắc anh không có đáp ứng được cho bà hay sao? Nói chung thì tháng cũng 2-3 lần, ba không lần. Tháng 2-3 lần. Bởi vậy vợ em lúc đó mới có 30 tuổi, tại đi làm lo miếng ăn miếng mặc, phải cho đi làm kia cho bà bớt sung nữa chứ. Quá trời, ông anh nó chắc nó khỏe hơn anh đúng không? Nói chung vợ già vợ bớt lắm mà không biết sao nó không hiểu, không có tìm ra cũng nguyên do giờ mà tới giờ. Cái nhu cầu của vợ anh nó có ghê không? Dạ. Cái nhu cầu của vợ anh á nó có đòi hỏi không? Em cũng không có hỏi vợ anh em nữa. Cái gì không biết thì vợ sống mà không tại biết gì. Em là chỉ biết đi làm thôi chứ không đi làm về cứ quanh quẩn cái cho tiền cái ăn miếng cơm cái lục tục đi nữa. Đó. Nói chung mình là vì cuộc sống gia đình anh lo quá mà không có quan tâm tới khổ chuyện khổ quá đó. Mình lo đi làm chứ không có nghĩ tới cái chuyện vợ mình cặp sách lo vậy. Nhưng mà mỗi lần anh đi làm buổi tối là vợ anh là ngủ với thằng anh trai hả? Để nói em không biết luôn mà. Thì cái gì không biết thế thì vợ nó bỏ đi thì thua rồi. Mình phải nắm được cái thông tin trong gia đình mình chứ. Thế là thằng anh trai là nó ở cùng nhà mình luôn hay sao? Nó ở cái cửa nhà bà chị. Nó ngủ ở đâu? Tối nó ngủ đâu? Ngủ trên võng. Vậy thì là sao nó cặp kè với vợ mình được? Tại vì em đi làm nói chung có bữa em làm á, em về nhà 1-2 giờ mua đồ cho vợ. Có bữa làm mà không ra tiền ở làm cái sáng cũng có. Đó, đi cả đêm mà, cả ngày đêm. Thì con ở nhà con có thấy cái bác nó vô trong nhà ngủ với mẹ không? Dạ không. Chắc là lúc thằng này ngủ rồi quá. Chắc là cu ngủ rồi mẹ nó mới đi. Ép này ngủ cứ 7-8 giờ ép ngủ của em nhà đâu có ép. Ép ngủ luôn. Này không ngủ thì quên. Đó, thấy không? Ép thì ngủ sớm mà. Mà này ngu vậy, không có học gì, đâu có biết gì đâu. Mẹ bắt con ngủ hả? Mẹ nói sao? Mẹ kêu mình ngủ rồi, ngủ đâu quấn mày. Ừ. Mà con có bị quýnh mấy lần không? Mẹ nói là mẹ kêu con ngủ thì con sợ mẹ quýnh. Mẹ bác con ngủ để mẹ lại đi với bác kia đúng không? Con khổ quá. Quá. Thế bị anh có lời này anh muốn nhắn gửi tới vợ anh không? Kêu về chữa bệnh cho con rồi này kia kìa. Phụ tiền. Thì giờ lên tới đây nếu anh nói với em Yến, nếu mà em có thương con á thì em về em sống với anh đừng lo cho con cho cái con cái bệnh rồi còn cứ đời của anh á em cũng khỏi lo gì cho anh hết miễn em sao em lo cho con hết bệnh hết đồ được rồi theo người ta không có tồn tại đâu em nếu mà thương con cái thì em quay về đi mọi điều kiện anh tha thứ bỏ hết còn nếu mà em không sống ở cái xã mình nữa sợ nhục nhã với xã hội thì hai vợ chồng với đứa con đi chỗ khác sống mà ngăn từ đầu lại. Anh thì quá hiền luôn ha. Vợ thì lấy ngay anh trai của mình mà cũng chịu đựng được. Tội nghiệp quá. Rồi, thế hôm nay hai cha con lên đây cầu cứu thì trước hết em sẽ gửi ra 1 triệu của chị Phú Ai Nam nhá. Phú Ai Nam có nick Zalo tên là Phú Ai Nam, gửi cho anh 1 triệu. Từ bữa giờ cũng lâu lâu rồi mà hôm nay mới có dịp để chào gia đình mình đây. Đó. Rồi. Rồi em cũng trích ra 1 triệu của chị Hương Nguyễn đang sống ở bên Mỹ. Đó. Rồi. Dạ anh có lời nào anh muốn cảm ơn đến hai mạnh thường quân không? Dạ em xin cảm ơn anh với chị dồi dào sức khỏe làm ăn phát đạt. Dạ hôm nay giúp đỡ cho em vậy. Em cảm ơn suốt đời. Mong anh chị làm ăn phát đạt tấn tài tấn bình an. Em cũng biết nói gì hơn.
Rồi thì hai cho con bây giờ trước hết anh về anh mua thuốc cho con nó đi khám cho nó khỏi đi chứ anh để nó lở cái này ra rồi sao? Lở cái này ra nó càng ngày nó càng nặng hơn á. Nó không khỏi mà nó nặng hơn á. Nhá. Rồi cái mắt của anh thì bây giờ phải mổ hết mười mấy triệu được hả? Lần đầu là mổ hết 18 triệu. Giờ kêu thay chắc mà một bên là đã bị nổ mù rồi. Bên kia mà không mổ là mù luôn cả hai bên. Bây giờ bên đây kêu phải thay chứ không thay là mù. Kêu đi khám bên kỳ mà bây giờ có hai cha con mà anh mà mù rồi là thua luôn á. Là tội nghiệp nhỏ này lắm á. Một bên nó lủng vô luôn rồi kìa. Trời ơi, rồi sáng là đi bằng xe gì xuống đây? Giờ đi xe buýt. Đi xe buýt hả? Thôi bây giờ về trước mắt là đưa con đi khám đi nhá. Còn có chuyện mà thay giác mạc của anh thì nói chung là chia sẻ video lên cộng đồng mạng. Nếu mà có cô chú anh chị nào thương á, thì có thể giúp cho mình được thì tốt nhá. Dạ, dạ. Rồi cũng khổ quá trời. Rồi hai cha con cố gắng lên nhá. Dạ. Rồi anh em sẽ sớm mà tìm vợ về cho. Dạ. Nhá con nhá. Dạ. Để các chú tìm mẹ về cho. Hôm nay lên đây anh có cam kết tất cả những điều mình nói là đúng mà mình chịu trách nhiệm trước pháp luật và những lời nói của mình không? Dạ, anh chịu trách nhiệm. Rồi có đồng ý cho anh em ở đây sử dụng hình ảnh của hai cha con mình để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống, mình đồng ý không? Dạ, đồng ý. Rồi, thì cũng cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn chị Phú Ái Nam, cảm ơn chị Hương Nguyễn đã ủng hộ cho 2 triệu ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn mọi người đã đón theo dõi video này. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý, lời động viên cho hai cha con ngày hôm nay. Và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Yeah.